Sáng nay, Tòa án Nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 10 năm tù đối với Nguyễn Quang Vinh. Đây chính là tài xế đã điều khiển chiếc xe Camry gây tai nạn liên hoàn trên phố Ái Mộ, quận Long Biên, khiến cho 3 người tử vong vào ngày 29 tháng 2 vừa qua. Căn cứ vào lời khai của bị cáo, các nhân chứng có mặt tại tòa và căn cứ vào những bằng chứng thu thập được, Tòa án Nhân dân quận Long Biên kết luận tài xế Nguyễn Quang Vinh, sinh năm 1977, đã vi phạm các quy định về luật giao thông đường bộ. Sáng ngày 29 tháng 2, sau bữa rượu sáng, tài xế Vinh đã điều khiển xe ô tô tham gia giao thông dù không có giấy phép lái xe, rồi đi không đúng phần đường, không làm chủ tốc độ nên đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 người chết, thiệt hại về tổng tài sản hơn 270 triệu đồng. Bên cạnh số tiền phải bồi thường, tòa cũng tuyên án phạt 10 năm tù đối với tài xế này. Đáng chú ý tại phiên tòa, chị Nguyễn Thị Thi, mẹ của bé Trần Gia Hân và là con dâu của ông Trần Văn Tiến, hai nạn nhân của vụ tai nạn, mặc dù rất đau xót nhưng vẫn xin giảm án cho tài xế Vinh. Lý do mà người phụ nữ này đưa ra là vì những đứa con nhỏ của tài xế Vinh, chị muốn chọn cách tha thứ để cho tài xế Vinh có cơ hội làm lại cuộc đời và sớm trở về chăm sóc các con. Vâng, xin được tóm tắt lại một chút về sự việc để quý vị có thể tiện theo dõi. Sáng ngày 29 tháng 2 năm 2016, thì một khách hàng có mang ô tô Toyota Camry đến cửa hàng quen để thuê rửa và để dọn nội thất. Do là khách quen nên anh này đã để lại chìa khóa trên xe và hẹn chiều sẽ quay lại lấy. Ít phút sau thì Vinh đi ăn sáng về, thấy chìa khóa trên xe nên cùng con gái của chủ cơ sở là chị Phương Anh đã vào trong ô tô nổ máy để nghe nhạc. Chị này thì ngồi chơi điện tử ở bên cạnh Vinh. Lúc này thì Vinh thấy trên màn hình xe ô tô có đèn đỏ nhấp nháy báo lỗi và liền thỏa thuận với Phương Anh là cùng mang xe đến gara ô tô gần đó để sửa. Tuy nhiên thì khi đang đi thì do không làm chủ được tốc độ thì Vinh đã lấn sang làn đường bên trái, tông trực diện vào xe máy của ông Trần Viết Tiến đang chở cháu gái là Trần Gia Hân 6 tuổi đi học. Sau đó thì Vinh lại tiếp tục đạp nhầm chân phanh thành chân ga khiến cho chiếc ô tô lao đi với tốc độ rất cao, tông vào bà Nguyễn Thị Trúc đang đi bộ phía trước. Vụ tai nạn đã khiến cho ông Tiến và cháu Hân và bà Trúc đã thiệt mạng ngay tại chỗ. Vâng, và trong vụ tai nạn này thì cũng có những nghi ngờ rằng người phụ nữ tên Phương Anh mới là người cầm lái gây tai nạn. Nhưng mà vì gia đình có thế lực nên là đã lo lót để tài xế Vinh nhận tội thay. Hôm nay ở trước tòa thì các chi tiết này cũng đã được nhắc đến. Và đặc biệt là cơ quan điều tra thì cũng đã tìm được dấu vân tay của chị Phương Anh trên gương chiếu hậu của tài xế. Tuy nhiên thì người phụ nữ này khai nhận là đã sử dụng gương xe để soi và đánh son ngay trước khi mà tai nạn xảy ra. Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cũng khai nhận là họ đã mở cửa sau khi mà chiếc xe gây tai nạn vài chục giây và thấy tài xế Vinh đang ngồi trên ghế lái. Khoảng thời gian trên thì cũng không đủ cho hai người đổi chỗ cho nhau và do đó thì nghi ngờ trên được bác bỏ.